The Huffington Post website claims that since Vietnamese cuisine is one of the lighter and fresher manifestations of Asian cooking, it is perfectly in key with the contemporary American taste. With the number of Vietnamese restaurants steadily growing, fine cuisine obviously cannot cover all Vietnamese restaurants in the U.S., so we have decided to focus on two well-known Vietnamese culinary names. Tờ Wall Street Journal số ra ngày 24 tháng 11 năm 2012. Trong tờ báo này có một bài viết về ẩm thực Việt Nam của tác giả có tên Charles Phan. Ông là một người Mỹ gốc Việt nổi tiếng ở thành phố San Francisco này. Ông cũng được biết đến như là một trong số ít những người Việt Nam sống xa tổ quốc có viết về ẩm thực Việt Nam. Vậy chúng ta hãy đến và cùng tìm hiểu xem Charles Phan đã giúp mang tinh hoa ẩm thực Việt Nam ra thế giới như thế nào. Vietnamese food is very unique and different. It's sort of designed for modern diet. The way we eat in Vietnam is very health conscious. A lot of herb, a lot of salad, and a lot of flavor. But sometimes it could be spicy. Sometimes it could be delicate. So. I think that cuisine is unique in a sense that it's just not one-dimensional, and it's very, it's got a lot of elements to the cuisine. My philosophy on food has always been, you want great food, but also you want a story, you want a culture you learn. I'm Charles Phan, chef owner of the Slander Door restaurant and a few other places in San Francisco. Charles Fund opened the Slender Door in San Francisco's Mission District in 1995, inspired by the food from his native Vietnam. I started cooking when I was 14, 15, but I was old enough to remember what it tastes like from Vietnam. And then I've been going back to Vietnam every year now to learn about its cuisine. I've been going back to Vietnam since 1992. Since then, the Slender Door has moved across town to the historic Ferry Building and has grown into a world-class dining destination. Its accessible, modern take on classic Vietnamese dishes are adored by diners, chefs, and critics alike. Ideas to introduce Vietnamese cuisine, whether it's grill or stir-fry, we don't try to change the original design. If I discover something in Hue, then I gotta try to bring it back the way I remember or the way I learned it from Hue. If I was in Hanoi and I remember learning about Gia Cao La Vong, then I try to bring that dish back as closest to the original as possible. This Slender Door is a love letter to the people and its food, featuring stories and essays along with its most iconic recipes. We've been coming here for about 7 years, I guess. We live in San Diego. We come here every year from there, and it's a family tradition to come here at least once a year. We always enjoy it. It's been great. We always love it. We like the ribs, we like the steak. The spring rolls. Probably the chicken clay pot. I keep coming back to it every time. And it's so simple, seems so simple, but I crave it. I think the staple one that I always remember is just a good spring roll. Just very classic, vegetarian or even the one with meat. But. We have, you know, this is a wok station. And this is grill. And we use natural mesquite grill. Just like in Vietnam, you know, to grill the meat, and then sometimes we use a wood oven to make the food go faster, taste better.
like roasting fish or clams. We try to find the local smaller farmer. It's easier, more and more people are making Vietnamese product here. Only thing they don't make here is I can't get better nước mắm. I was lucky to follow Charles to the market where he usually comes to buy fresh ingredients for his restaurant. There's a wide variety of Vietnamese ingredients available here, but not all of them. So sometimes he has to be creative to make use of what they have here to maintain the traditional flavors of Vietnamese dishes. Nếu mà mình mà làm món hấp ý anh, ở Việt Nam mình thì có cái món cá hấp thì mình hay đi với cả rau thìa lá ấy. Uh-huh. Anh có làm, ở đây có rau thìa lá không? Không. Không có, yeah. Đúng không? Thế thì anh phải thay thế bằng cái gì? Cái rau mùi nó ở the root ấy, ở dưới so you chop the roots, you know, cái dưới xả nó. Then you can put it on top of the fish and steam it. You know. Can we order this with roots on? But I need the root, you know, chop it up. So, okay. I know everybody cuts it. So, you often use mushroom in your ingredients? Yeah, we use a lot. And some are wild, some are cultivated. Hey, how are you? There is a wide variety of mushrooms here, and they're sourced from lots of different places. This is the owner, yeah. Ethan. I'm Leah. It's the masataki, are those wild? Yeah. Yeah, they're coming out of Arcata, Southern Oregon, yeah, around that area. And we're starting to see them out of Mendocino, a little bit closer, but nothing in large part. Yeah. How much is central? Talking with the sellers helped me understand where these ingredients come from. That is just the dream of any home cook. Four-hour up north, near the Oregon border. This is cow beef. They grow this, you know, very small farm, and this is grass-fed. They don't use corn. You know, a lot of beef company, they just use corn to get them fatter. You know, it's a different tasting. So this is similar to Vietnamese beef, where it's grass-fed. Cooking and writing cookbooks is a way to satisfy the passion of any food lover. Charles Van has published several books about Vietnamese food, noting his thought about the taste and the recipes for each dish. And his latest book is Vietnamese Home Cooking. I always believe that food is a story. That's why in my cookbook, every dish in the beginning, I try to tell you a little bit of where I remember. It could be a memory back when I was like a teenager eating on the side of the street. A lot of people just don't understand the some of these basic principles, like cooking principle or technique, like steam or grill. So the book is divided by those chapters. By technique, so stir fry, grill, steam, braise. My goal is to get people to learn how to make this stuff and not be afraid of it. And you can whip this up at home. Once you conquer it, then the next time it's getting easier and it becomes your repertoire. And the book will teach you, it breaks down to 7 chapters, different cooking technique. If you can drive a car, you can cook, I think. Or even if you don't drive a car, you can cook. It's simple. It's not that hard. Lee
Sandwiches is a quick-served restaurant chain specializing in Vietnam's iconic bánh mì sandwich and other favorites. Founded in 1983 in San Jose, California, as a catering truck, Lee's Sandwiches has grown to become the largest bánh mì chain in the country with over 60 locations in the U.S. Lee's Sandwiches is best known for its fresh and high-quality Eurasian sandwiches and gourmet iced coffee, among other products. Đây là một loại bánh mì kẹp truyền thống của Việt Nam với nhân giò lụa, rau mùi và dưa góp. Mặc dù rất là đơn giản thôi nhưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được cái hương vị đậm đà giống như ở Việt Nam vậy. Để có thể phát triển được thương hiệu bánh mì này, đó là một câu chuyện rất là dài và thú vị. Cái vị bánh mì Việt mình đặc biệt là làm trên bánh mì baguette, kiểu của Pháp. Thịt thì chẳng hạn như jambon hay là pate thì cũng kiểu Pháp mà giữa Pháp với Việt Nam. Rồi có những cái thịt nướng, gà nướng thì kiểu Việt Nam, thành ra đa dạng. Hầu như là nó khác hơn những cái bánh mì Mỹ, chẳng hạn bánh mì Mỹ thì tiệm nào cũng là sandwich, rồi ham hay là turkey, thì mình cũng có những cái loại đó, nhưng mình đặc biệt hơn là bánh mì baguette, làm cho bánh mì baguette mà lúc nào bánh mì baguette cũng tươi và nóng giòn. Both of the bread and the fillings are popular for the locals here. Vietnamese friend of mine, and since then I've been a very big fan. Love them. Love the bread. Love the barbecued pork is my favorite. This is my first time to Lee's. It's delicious. I love this. Love the coffee. I'm definitely going to be coming back a lot. Well, like I'm a vegetarian, and they have a really good option. Like they have two options, like for vegetarian, and their avocado sandwich is really good. And even though I've only been here a few times, I really enjoy their smoothies. I'm a big fan of smoothies, so they were really good. Lee Sandwiches opened its first shop in San Jose in 1983, and in 2001, the second was opened in Westminster with a little twist, and since, more than 61 others were opened, proving a great success for Chiu and Ian. However, few people know that the success was paid for by years of hard work by the couple. Thật sự là lúc mà mới qua Mỹ là chừng một tháng là muốn về Việt Nam. Tại vì rất là cực. Thì qua chiều đi xẻ thịt bò ở trong hãng thịt bò. Làm thịt bò rồi đến khoảng hơn một năm thì bắt đầu về Cali để đi học. Nhưng mà thực sự về Cali rồi với gia đình đi làm nhà hàng. Lúc mà mình chạy bàn nhà hàng mình nghe mấy người khách nói đi bán xe lunch để bán đồ ăn đó, làm có thể kiếm tiền được. Thì trong lúc chưa đi học ở ban đêm thì cho thấy một người, anh đó nhớ là anh Vĩnh, anh bán ở ngoài chỗ trường học. Thì lúc đó chưa mới ra xin ảnh đi làm, thì ảnh mới nhận đi làm. Thì lúc đó đi làm, đi phụ bếp để nấu bếp trên bếp của xe bán hàng. Làm chừng khoảng 6 tháng thì mới là gia đình mới quyết định đi tìm mua một chiếc xe cũ để đi bán. Xe nhỏ thôi, thằng này về đi làm đi bán, tối đi học, ban ngày thì đi bán. Chiều nó say mê làm ăn lắm, nó thích chú làm lắm, nó làm mà ba nó cũng thích, mà tôi cũng thích. Thành ra cực bao nhiêu cũng làm được hết rồi. Cực mà làm vẫn vui. Thành nó say mê chuyện làm ăn, nó làm tới bây giờ luôn, mà nó không có bỏ cuộc. Rồi từ lúc đó mới bán một chiếc xe lunch đầu tiên, rồi đi bán. Cũng rất là may, phát triển rất là tốt. Dạ. Hai năm sau thì khoảng được cả chục chiếc xe. Xe này đi tới những hãng xưởng bán rất là nhanh. Tới một hãng đậu chừng 5-10 phút là mình phải đi hãng khác.
cái giờ nghỉ giải lao thì người ta rất là nhanh, làm nào mình có thể đi nhiều địa điểm được ạ? Thành ra mình phải có nhiều xe. Một chiếc xe thì bán khoảng chừng mười mấy hai chục địa điểm. Thì tảng sáng từ 5 giờ sáng là mình bắt đầu mình đi rồi. Đi mỗi chỗ ghé chừng 5-10 phút và đi chỗ khác. Chạy liên tục vậy đó chứ không có giờ nghỉ luôn á. Đi cả ngày, cả tới giờ trưa luôn. Rồi về. Trên xe là có bếp nấu hết, giống như một cái nhà hàng lưu động. Có đầy đủ chảo, lò chiên, tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, có đủ, có đầy đủ. Y chang như một cái nhà hàng sao là ở đây vậy. Còn ở đây là nước ngọt, tất cả các nước ngọt, sữa tươi, kể cả cà phê, bánh ngọt. Đa số là bánh cho người Mỹ. Người Mỹ. Những cái quầy lưu động thế này thì là nhiều dành cho người Mỹ. Now that Lechio has become successful, he gets emotional when he talks about his father, a person who started building the branch from the scratch. Thương hiệu Lee Sung Wick là ba chiêu là người rất là cực khổ để mà làm ra thương hiệu này. Thì ba làm từ lúc bắt đầu 1981 mà thật sự đúng ra tới 1983 mới là có được thương hiệu Lee Sung Wick. Thì lúc đó là ba rất là cực khổ và ở nhà thật sự là không ai muốn làm nữa, tại cực quá. Thành ra gia đình rất là cực với thương hiệu này đến năm 2001, lúc đó mà mình mới là muốn tiếp tục để phát triển rồi mới thay đổi lại một cái cách mới như vậy. And the memory of Chiu's oldest son, Ming, is even more touching. He came up with many ideas to develop the name of Lee's sandwiches, but he died in an accident in 2001. Chiếc xe này, cái mô hình của mình làm cho tiệm mô hình mới đó. Chiếc xe này là làm mới xe xong rồi tới trước thì mấy tiếng hồi mất. Cái giai đoạn khổ nhất là giai đoạn của cháu Minh, bé thằng con trai đó. Thì cái ly sandwich này thì mình không có dự định phát triển ở đó đâu, mà cháu Minh là cái người muốn phát triển. Thành ra khi cái tiệm đầu tiên chưa có mở thì cháu Minh đã mất rồi. Thành thử ra khi mà mở tiệm ra thì không có cháu nữa. Thì cái giai đoạn đó rất là khó để mình vượt qua, nhưng mà mình vượt qua được. To realize their son's idea, Chiu and Yin invested in developing the chain with a modern direction. Cái mô hình của Lee Sung Wick kiểu mới này là hầu như cũng giống những cái mô hình thức ăn nhanh của Mỹ. Tiệm thì khang trang hơn và bán đồ nó chọn lọc hơn. The restaurant also includes a bakery where fresh baguettes are always ready. Người khách hàng không biết là cái bánh mì đó người ta ăn sản xuất như thế nào hả? Thành ra chính vậy mà Lee Sung Wick mới nghĩ ra mình phải làm để ở ngoài trước cho khách hàng thấy mình làm ổ bánh mì sạch sẽ như thế nào, bột như thế nào, để mà người ta biết là ô cái ổ bánh mì tôi ăn là cái ổ bánh mì này, ở đây tiệm này làm. Thế anh áp dụng cái mô hình này từ ngay từ đầu hay là sau này thì mới cái mô hình này áp dụng từ lúc cái tiệm thứ ba. Thứ ba là bắt đầu ở thành phố Garango rồi đã có cái mô hình này từ năm 2003 tới bây giờ. Cái một cái đặc biệt ha của chị là ba đồng 22 cent. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn chị, đưa 4 đồng ha. Với những người không có nhiều thời gian thì họ chỉ việc lựa chọn món yêu thích và sau 5 phút họ đã có thể được phục vụ như thế này.
for bánh mì to attract a wider variety of customers, Lee's Sandwiches use a drive-through service and this now caters for about 30% of the brand's customers. The success of Lee Sandwich's food trucks has also helped other families. Working from 3 a.m. to 5 p.m. every day, John Lee's family has made their living from this truck for the past 34 years. Chúng tôi đã nhờ này mà nuôi con nuôi cháu đã thành tựu ngày hôm nay. Thì lúc nào chúng tôi cũng nhớ cái tổ nghiệp của cái xe lăn này rất là lớn, không phải riêng cá nhân tôi mà tất cả mọi người anh em xe lăn có những gì khó khăn thì anh Chiêu và chị đều giúp đỡ chúng tôi bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện. This place still keeps some images of the founders and contributors, Teo, Yin, and their friends. This is just one among several projects that the couple has contributed to the community from the success they achieved. Mình có cái quỹ đó là Minley Foundation đó. Để mình lấy thì cái quỹ đó mình đã giúp cho những cái giống như là nạn lụt, tai nạn nạn lụt hay là tsunami hay là, và mình đã đóng góp cho trường học, cho cộng đồng cũng nhờ cái quỹ đó. At first days coming to the United States, Lê Chiêu desired to earn enough money to raise his family. But now, his dream is to bring Vietnamese flavors and culture to Vietnam's bánh mì.